Rồi ok, xin chào anh em đã đến với kênh GRK Mobile của mình. Và chúng ta sẽ tiếp tục với con game kho báu truyền thuyết nhé. Ngày hôm nay thì anh em sẽ di chuyển ở trong video này, sẽ di chuyển sang bên server châu Âu để mình giới thiệu với anh em một đội hình không búp anh em ạ. Nhưng mà khi mà tham gia PK thực chiến thì thực sự là chất lượng luôn anh em ạ. Ở trong cái server 288 hiện nay con ác của bác cá kho, mình đang cày giúp bác cá kho. Và hiện nay thì đối với con ác này thì lực chiến thì sau khi nó ra tính năng mới thì mình cũng mới thôi, mới update và mới cập nhật nâng lên. Hiện nay lực chiến nó đang đạt được là 6.630.000 anh em ạ. Và trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục là update và nâng cấp cái lực chiến nữa, và sẽ sớm muộn là nhanh chóng lên 7 triệu thôi. Bởi vì hiện nay là cái tính năng là DS, tức là cái tính năng vỏ sò, thì hiện nay vẫn chưa full, để anh em có thể thấy là vẫn rất nhiều con là chưa có cái tính năng vỏ sò này anh em ạ. Nên là tiếp tục trong thời gian tới thì sẽ nâng cấp con tướng này, con ác này lên. Và đây, hiện nay thì mới có thể là gọi là up full được một bộ trang bị chiến hạm là một sao thôi anh em ạ. Và vừa rồi sau khi up xong thì lực chiến đã lên là 6.740.000 rồi, nên là cái cột mốc 7 triệu và trên 7 triệu thì nó sớm muộn thôi. Ok, không dài dòng nữa và chúng ta sẽ cùng đến với các cái trận đấu ngày hôm nay. Các trận đấu ngày hôm nay thì sẽ đến từ người chơi là NIAFK anh em ạ. Và trong team của bạn ấy đến từ cùng clan với mình. Và team của bạn ấy anh em thấy này, lực chiến chỉ có 5.350.000 thôi nhá anh em nhá, 5.350.000 thôi. Và anh em thấy chưa, một điều đặc biệt là trong team của bạn ấy có 4 em tướng sát thương và một em tướng siêu tanh, đó chính là Đô Đốc Bảo Lục. Đấy, và không sử dụng búp Marco hay là Uta hay là em tướng Chopper gì cả nha anh em nhá. Rất là chất lượng luôn. Top 2 thì hiện nay đang là ác của mình. Đấy, của mình đang sử dụng ác của bác kho ấy. Đấy, thì anh em thấy là lực chiến cái thời điểm mà tham gia PV thì nó cũng được khoảng 6.4 triệu. Và anh em thấy là có siêu búp Marco, có tanh Luffy Zephyr, rồi ba em tướng sát thương là Rainen, San Tóc Đỏ và Nika. Nhưng tuy nhiên là vẫn về top 2. Và đối với người chơi top 3 thì thôi, người chơi top 3 thì thua mình thì không nói rồi. Nhưng mà ở trong cái trận bán kết của bạn ý, trong cái trận bán kết của người chơi NIAFK này, thì bạn ý PK với người chơi X-Ben. Người chơi X-Ben cũng VIP 13, nhưng mà trong team của bạn ý lực chiến là cao nhất hiện nay trong cái server mình đang chơi, với lực chiến là 6.940.000 anh em ạ. Và có em tướng Oni Itnen Zoro với SP14 luôn này anh em ạ. Đấy, Young Ray này SP14 này, Nika Luffy cũng SP12 này, rồi Wano Marco này, Edward Quiview này. Ok anh em ơi. Và team của mình thực tế là PK với bạn X-Ben này thì tính đến thời điểm hiện tại thì là cũng là gọi là mình thì 40 còn bạn ấy 60 anh em ạ. Nhưng mà người chơi AFK này bạn ấy có thể thắng cả người chơi X-Ben và thắng cả mình. Thật sự là rất là chất lượng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu ngày hôm nay nhé. Mình sẽ gửi tới anh em trận đấu bán kết của AFK và trận đấu chung kết. Thực sự là chất lượng đây. Team của người chơi AFK thì sẽ đến từ bên phải màn hình của anh em, với đội hình bạn ấy đang xếp là đội hình chữ X, hay nói cách khác là chữ C, chữ X đi anh em ạ. Với hai em tướng là Đô Đốc Bỏ Lục và em tướng Si Lưu Mưa ở trong hàng trên. Hàng giữa thì bạn ấy đang xếp em tướng San Tóc Đỏ, và hàng sau thì đang sử dụng em tướng Oni Zoro và em tướng Oni Kid anh em ạ. Ở team đối thủ là người chơi X-Ben. Đối với người chơi X-Ben thì cũng đang sử dụng một đội hình là chữ X với hai em tướng hàng đầu là Edward Review, Wano Marco. Ở giữa bạn ấy đang xếp là em tướng Oni Zoro đối diện với em tướng San Tóc Đỏ. Và hàng sau cùng thì bạn ấy đang sử dụng em tướng Rayland thời trẻ và em tướng Nika Luffy. Như vậy là có sự xuất hiện của hai thầy trò Luffy và Rayland anh em ơi. Đây là pha ulti tiếp theo của em tướng Silumua với 3 triệu sát thương anh em ạ. Như vậy là đối với Silumua của người chơi AFK này, mặc dù là được xếp hàng đầu nhưng mình thấy là cái lượng đam như vậy thì khả năng là sẽ có một chút xu hướng là bùi đam hơn, chênh hơn là so với bùi tanh anh em ạ. Và sau các cái pha ulti đầu tiên vừa rồi thì em tướng đầu tiên là em tướng Rainen thời trẻ đã lên đường. Và vừa rồi là một pha ulti của con tướng Oni Zoro của người chơi X-Ben. Nhưng rất là đáng tiếc là vừa rồi với pha ulti đầu tiên của con tướng Oni Zoro của X-Ben thì nó lại không có pha liên kích anh em ạ. Như vậy là chỉ có hơn 9 triệu sát thương thôi và không clear được em nào lên được. Đấy. Với một cái team mà không có búp và sử dụng một em tướng tanh, một em tướng thì gọi là bán tanh và ba em tướng sát thương, thì team của người chơi AFK thật sự là đang làm mưa làm gió ở bên cái server Âu mình đang chơi anh em ạ. Thật sự là rất là trâu và rất là khỏe luôn. Trong cái team chính của bạn ý anh em ạ, cực kỳ trâu luôn. Đấy, em tướng Đô Đốc Bỏ Lục là một em tướng tanh rồi, cực trâu rồi. Em tướng Silver Brain là một em tướng gọi là đam nhưng lại bui thiên hướng là bui tanh, nên rất là trâu anh em ạ. Cùng với đó thì Kid San và Zoro nữa. Cái team này không có búp nhưng mà thực sự này rất là trâu anh em ơi. Ok, đây sẽ là cái pha ulti nội tại sau khi chết hồi sinh đấy của em tướng Oni Zoro trong team X-Men với 22.300.000 sát thương. Ủa, cực kỳ là khủng luôn anh em ạ. Với pha ulti vừa rồi thì ba con tướng lên được, nhưng mà Bỏ Lục
và Onizoro thì đã có cái nội tại là hồi sinh ngay lập tức anh em ạ. Đấy, đây là một cái điểm rất là tuyệt vời của những cái con tướng có khả năng hồi sinh ngay lập tức. Và nếu như là mình có em tướng Onizoro này thì khả năng là mình sẽ bui thêm một cái diệt hồn, bởi vì em tướng Onizoro này đam bạo rất là cao và đam toàn thể luôn anh em ạ. Đấy, để ngăn các cái con tướng có khả năng hồi sinh luôn. Ok anh em thấy chưa? Anh em thấy là mặc dù là chênh lực chiến, chênh khoảng 1 triệu lực chiến, 1 triệu 6 lực chiến, nhưng mà em tướng Onizoro trong team của ASK MBV với 18 triệu, nhưng thực tế là phải là 36 triệu 270.000 MBV đến từ X-Band anh em ạ. Rất là chất lượng luôn. Đấy là trận đấu bán kết 2. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu chung kết giữa team của mình và team của người chơi AFK nha anh em nhé. Rất là chất lượng luôn. Team của mình thì vẫn đến từ bên trái. Đấy, team của người chơi AFK đấy thì vẫn đến từ bên phải. Và hiện nay thì 4 con tướng trong team của người chơi AFK thì các con tướng trong team bản ý thì tốc độ bùi đều cao hơn đấy, các con tướng trong team của mình anh em ạ. Để mà reset mà ra các cái dòng tốc độ đấy, hiện nay mà để reset lại các cái dòng tốc độ thì thực sự là tốn khá là nhiều đá luôn anh em ạ. Và chưa chắc đã đạt được cái nguyện vọng luôn anh em ơi. Thật sự là rất là khó luôn anh em ạ. Để mà reset lại cái đá kể cả bên server Việt Nam, bên server Trung đấy và bên server Âu, đây là một cái vấn đề rất là lớn. Cái lượng đá tốn rất là nhiều, đặc biệt là với những người chơi mà đang sử dụng các cái bộ đá 2 sao mà 3 sao mà muốn reset lại thì tốn rất là nhiều luôn anh em ạ. Ok anh em ơi, như vậy là bò lục trong team bạn ý vẫn là ulti trước. Thế sau đó là bồi thêm là của em tướng Sidil Brain với 2 triệu rưỡi sát thương. Và đây sẽ là pha ulti đầu tiên của Ryan thời trẻ anh em ạ. Với 3 triệu 4 sát thương và lượng máu hồi là 3 triệu 2. Nhưng mà rất là đáng tiếc là vừa rồi là không có pha liên kích. Và đây chính là 11 triệu 400 nghìn sát thương đến từ đòn đánh ulti đấy của em tướng Onizoro trong team của AFK anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ cùng chào đón pha ulti của Onikid nha anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với pha ulti của Onikid này. À, như vậy là Nikanufi của mình trước đã, với 2 triệu 7 sát thương anh em ơi. Và như vậy là vừa rồi bò lục. Anh em có thể thấy, đấy, anh em có thể thấy là cái hiệu quả khi mà bui cái diệt hồn trong team của mình. Bò lục là một con tướng có khả năng là hồi sinh là 2 lần trong một trận đấu. Nhưng vừa rồi anh em thấy là sau pha ulti của em tướng Nikanufi, bò lục chết và không một đi không trở lại. Đấy chính là một cái hay của cái Haki và cái rune diệt hồn anh em ạ. Ok, vừa rồi thì em tướng San Tóc Đỏ và em tướng Onizoro cũng bị diệt. Đấy, San Tóc Đỏ team mình diệt lên được. Nhưng rất là đáng tiếc là trước khi chúng nó bị chết thì chúng nó không bị gắn cái dấu ấn diệt hồn. Chứ nếu như chúng nó bị gắn cái dấu ấn diệt hồn đấy, cấm hồi sinh, thì mình nghĩ chắc chắn là sẽ không có cái kết quả là mình thua ở trong trận đấu tranh ngôi vị chung kết này anh em ạ. Đấy, nhưng mà rất đáng tiếc, giá kẻ mà nó gắn được như con tướng bò lục. Bởi vì cái Haki và cái rune diệt hồn anh em ơi thì nó có khả năng thanh tẩy được, bị thanh tẩy được. Và thứ hai là nó chỉ có phần trăm gắn thôi. Đấy, 40 hay là trên 40% gắn thôi, chứ không phải là nó mặc bệnh nó gắn. Đấy, do vậy là vẫn có thể thanh tẩy và cái tỷ lệ gắn thì nó cũng không được cao cho lắm. Nên là hiện nay mình đang bui khá là nhiều các cái con tướng có cái Haki diệt hồn. Ôi. Anh em thấy là vừa rồi cái ông Onizoro ông ấy ulti một phát hơn 21 triệu, thế thì ai mà đỡ được anh em ạ. Sau 3 turn thì Onizoro của chúng ta MBV với 38 triệu 550 nghìn sát thương anh em ạ. Cực kỳ là chất lượng luôn. Ok. Đấy anh em ơi, một đội hình của một người chơi không cần tướng búp và lực chiến thì thua rất là nhiều, hơn 1 triệu lực chiến đấy, so với cả top 2 và top 3, top 4. Nhưng mà thật sự là đem đến những cái kết quả rất là đáng mong đợi luôn. Anh chúng ta sẽ cùng lướt lại đội hình bạn ý. Anh em thấy là đội hình bạn ý có một điểm rất là đặc biệt, đó chính là mỗi hệ bạn ấy chơi một tướng. Đầu tiên hải tặc thì bạn ấy chơi Onikid với SP14. Tiếp theo là đối với thất vũ hải, hay nói cách khác là thế hệ tồi tệ, thì bạn ấy đang chơi Sidil Brain với SP12. Tiếp theo hải quân bạn ấy chơi bò lục với SP10. Ok. Đối với dòng tứ hoàng thì bạn ấy đang chơi siêu sát thủ Onizoro với SP14. SP12. Đấy, và cuối cùng đó chính là em tướng San Tóc Đỏ với SP11 anh em ạ. Rất là chất lượng đúng không anh em? Anh em có thể thấy là đầy đủ các hệ luôn và không cần tướng búp luôn anh em ạ. Rất là chất lượng luôn. Ok anh em ơi, ở video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ cho anh em một team của một người chơi với lực chiến thấp hơn, nhưng bạn ấy có thể làm mưa làm gió trong cái server mình đang chơi, cực kỳ là chất lượng luôn anh em ạ, và không cần tướng búp luôn. Để cho những anh em nào mà không thích chơi búp thì anh em có thể lựa chọn cái đội hình như bạn ấy để anh em có thể chơi nhé. Rồi, ok, xin chào anh em nhé.